Mình đã đến khu vực giáp quận 8 và quận Bình Tân. Khu vực này thì có 5 phường, thế nhưng mà rất là rộng lớn luôn. Nhà cửa thì san sát nhau và đời sống cũng rất là tấp nập nữa. Phong cách ở đây nha thì mình thấy là cũng khá là hiện đại và khác hẳn so với khu chợ lớn. Bây giờ thì sẽ mời các bạn cùng với Linh đi khám phá khu vực này và xem là giá cả thuê nhà ở đây sẽ như thế nào nhé. Khu vực quận 6, giáp quận 8 và Bình Tân thì sẽ bao gồm các phường là phường 7, phường 8, phường 10, phường 11 và phường 12. Từ đây thì bạn có thể đi qua cầu Phú Định để qua quận 8, đi qua cầu Rạch Cây để đến quận Bình Tân. Vì đường giáp với quận Bình Tân rất là dài, cho nên là cư dân tại đây có thể đến các tiện ích quan trọng bên đường Tân và khu vực đường An Dương Vương nối dài siêu đông đúc nhiều chợ, quán cà phê, quán trà sữa được luôn. Tại khu vực này thì vẫn đầy đủ tiện ích cho đời sống hàng ngày và cả công viên vành đai lớn nữa. Với nhà riêng thì tại đây phổ biến mức giá là 7 đến 15 triệu trên một tháng cho những căn nhà khoảng 2 đến 3 phòng ngủ. Tại hẻm xe hơi hoặc là mặt tiền đường nhỏ thì có thể chia sẻ thuê cùng bạn bè. Những căn mà đẹp hơn, mới hơn ở cư xá Phú Lâm thì sẽ tầm 10 cho đến 18 triệu trên một tháng. Những căn mà 20 đến 35 triệu trên một tháng thì thường là ở mặt tiền đường và để cho thuê kinh doanh. Phòng trọ tại đây thì rất là đa dạng về giá, chỉ từ 1,8 cho đến 6 triệu một tháng. Và có những căn hộ dịch vụ hay là phòng trọ giá 3,8 cho đến 6 triệu một tháng, nội thất cơ bản. Thế nhưng mà cũng có những dạng nhà trọ nhỏ hoặc là trong dãy trọ bình dân giá rất là rẻ, chỉ 1,7 đến 2,5 triệu trên một tháng, tập trung ở các đường quanh Phạm Văn Chí, Lý Chiêu Hoàng hay là Nguyễn Văn Luông. Với chung cư thì tại đây có cả chung cư trung cấp lẫn bình dân, tiện ích trong các chung cư trung cấp thì cũng khá là đầy đủ. Batdongsan.com.vn đánh giá khu vực này sẽ khá là phù hợp cho những bạn sinh viên mà đang ở tại quận 6 trọ học hay là những nhân viên văn phòng. Chúng ta đang làm việc tại những tòa nhà mà ở dọc đường Kinh Dương Vương. Giá cả thì không quá cao này, đời sống cũng rất là nhộn nhịp và đầy đủ tiện ích nữa.